Xin quý cộng đoàn chúng ta cùng hướng theo đoàn trước. Bao tháng ngày
Ngài quán ba tình vui cho đến khi thâm hình treo sát thơ. Chiên lúc ban chiều chia bánh dùng, xin kính mời cộng đoàn quỳ gối. Như thiên tha đây sám ta lương thần nuôi các người. Xin thương ban niềm tin yêu.
Từ lúc này, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu qua các giờ chầu cho đến nửa đêm. Từ nửa đêm trở đi, sẽ không tổ chức các giờ chầu mình thánh. Từ nửa đêm trở đi, sẽ không tổ chức các giờ chầu mình thánh Chúa trọng thể. Ngoài ra, xin lưu ý cộng đoàn như sau. Ngày mai, thứ sáu tuần thánh, các tín hữu sẽ giữ chay và kiêng thịt. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nhắn nhủ với chúng con những lời thân thưa rằng: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến thần thể. Chúa đã ước ao ở lại với chúng con, thì trong giây phút này, sau một ngày lao động mệt nhọc, sau những tất bật lắng lo của ngày sống, chúng con xin ở lại với Chúa, thổ lộ những tâm tình trong lòng chúng con, cùng canh thức với Chúa trong ý nghĩa của đêm tiệc ly, để cùng với Chúa nguyện cầu nơi vườn Giê-xê-ma-ni của tâm hồn. Xin hãy đốt lên trong lòng chúng con tình yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết khắc khoải được kết hợp với Chúa trọn tâm hồn và thân xác, trọn tâm tư và ước vọng của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ca tụng mầu nhiệm Thánh Thể là bí tích tình yêu, vì nơi Thánh Thể Chúa đã biểu lộ tình yêu tận hiến đầm sâu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng con. Chúa đã vâng phụng thành ý Chúa Cha, trao hiến chính mình qua cái chết tủi nhục trên thập giá, để trở